Bộ dàn này là bộ dàn Sony MHCW28D ha. Bộ này trước đây mình cũng đã có view một lần rồi. Sau đó thì nó không bán được cho tới bây giờ luôn, thì mình sẽ view lại. Thì mình cũng đau cái giá xuống luôn, bây giờ mình cũng không kinh doanh máy này nữa ha. Thì nó dư ra thì mình sẽ để là cho anh em, nếu anh em có nhu cầu thì nói nhanh như vậy. Con này là cái dòng của con này nó là như vậy nhá. Nó chỉ có hai cục rờ bao thôi. Cục rờ thì nó tích hợp đầu CD, cục bao thì nó tích hợp desk cassette, chứ không phải là nó vắng mấy thớt kia đâu nha. Cái dàn nó sản xuất ra chỉ có hai cục rờ bao thôi ha. Cục rờ thì nó tích hợp đầu CD ở đó luôn. Hiện trạng này CD đọc rất tốt nè ha, mình đang test CD nè. Loa thì đánh bắt đôi ha, bắt đôi màn carbon nè, được chưa? Mình chép đây nè, chép carbon luôn ha. Cái dòng loa bass carbon thì nó khá là chắc khỏe, đặc thù của Sony là vậy rồi ha. Đây là mặt hậu của nó, loa cũng đẹp lắm, yeah, không có tiếc nợ. Nói chung là cặp loa này thì rất là vuông vắn ha. Đây loa theo dàn của nó luôn á, đúng com lê của nó đó, com lê của nó đó, loa của nó ha. Hai thớt này, nó này là cho thử thiết bị ngoại vi vô ra nè ha. Đây là các tín hiệu khác đó, dàn nó chỉ có hai cục vậy thôi, nó sản xuất ra chỉ có hai cục vậy thôi, rờ bao chứ không phải là bị thất lạc thớt đâu ha. Rồi bây giờ mình đang test CD nữa nè. Đang test CD nữa đó. CD thì CD bài này thì nhạc nhẹ, mấy này mà để nó quấn nhạc nhẹ để mình test có điện thoại qua nhạc lực cho anh em coi thử cái ha. Mấy cái loa như vậy mà nghe nhạc mà trữ tình thì nó cũng ổn, mấy này nó nghe. Mình chuyển qua đường điện thoại đi ha. Đây là đường mình đang test điện thoại nhé, đường ngoại vi á, để mình lấy ra rồi. Con này thì mình cho kèm cái móc Sony luôn nè ha, nó nhận nè, thì mình cho kèm, anh em nào lấy thì có khiển luôn ha. Rồi ai có nhu cầu thì alo cho mình ha, cảm thấy hợp lý thì lấy. Con này công suất loa nó tới 140W trên loa luôn nè ha, bắt đôi quấn rất lực ha. Rồi vậy nhé, anh em nào cảm thấy lấy được chơi Tết thì alo cho mình vậy nhé. Chào mọi người, giá mình để trên phần giá mình để ở trên cái tiêu đề luôn á, mình bán rồi thì mình xóa ha.